Xin chào cô Trang và tất cả các bác, tôi tên là Quốc Thanh Hà. Chào Quốc Thanh Hà. Lời đầu tiên thì xin chia sẻ với anh chị là Hà, lúc mà nhận cặp với chị Hà, lúc bắt tay vào thì cảm thấy hơi là xin lỗi chị một tí vì lúc nãy vì Hà mà chị Hà phải mất tiền đúng không? Và nên là với lúc đấy tâm thấy là rất muốn đền bù cho chị Hà và mời chị Hà, và rất một cái cơ hội may đấy là chị Hà thì chưa được tham gia vào lần trước, nên là với cái mô hình này chị Hà là một trang giấy trắng và mình vẽ cái gì lên cũng được, mặc dù mình vẽ hơi sai một tí chắc là chị Hà cũng không sao. Sau này nhớ cô Trang nói lại sau. Thế thì lúc mà mình cái bài cốt này nó khó hơn nhiều so với cả một cái thực hành cốt buổi trước mình làm, vì nó thực sự là nó bắt mình là phải tưởng tượng cũng như là phải dẫn khách hàng vào những cái trải nghiệm rất là nhiều. Thì đầu tiên là một cái bất lợi của mình đấy là đứng cạnh cốt Trần Hoa, giọng rất là du dương, rất là đi vào lòng người, và mình đã không biết là bắt đầu như thế nào, mình bị khá là sao nhãng. Nhưng mà rất là may là mình có một cốt chi là một khách hàng rất là tuyệt vời nữa, đó là chị Hà đã nhìn thấy ngay cái sự hơi lúng túng của mình và cái phút giây đấy, một cái tích tắc đấy, và chị Hà kéo mình ra xa hơn vào trong mình một cái đúng là để mình có thể tập trung hơn với khách hàng của mình. Thế là như thế nào? Và sau đó thì mình đã cùng với chị Hà đi vào cái trải nghiệm này, và thông qua cái trải nghiệm này thì mình có một cái bài học đấy là lúc đầu với một tâm thế là mình là cốt và mình muốn giúp đỡ chị Hà, muốn đền bù cái tổn thất 100.000 cho chị Hà. Tuy nhiên là sau đấy khi 30 phút vừa cốt xong thì mình cảm thấy là mình mới là người nhận được nhiều, rất là nhiều. Không biết là chị Hà nhận được bao nhiêu, nhận được những cái giá trị gì từ 30 phút đó. Nhưng mà bản thân Hà đã nhận được rất là nhiều, tiếp xúc với chị Hà mới một thời gian 1-2 buổi gần đây thôi đúng không? Nhưng mà mình học được rất là nhiều thông qua cái chia sẻ của chị. Một con người rất mạnh mẽ, một con người nhìn thì tưởng là nhẹ nhàng yếu đuối đúng không ạ, nhưng thực ra chị là một người rất là mạnh mẽ đúng không ạ, một con người rất là quyết liệt và rất là thông minh, là dám làm dám chịu và học rất là nhiều từ những cái chia sẻ của chị. Còn rút ra được cái gì từ cái buổi cốt này thì xin chia sẻ với anh chị, đó là mình bị một cái áp lực về thời gian là 30 phút và áp lực về mình là mình phải làm theo kịch bản này, là vừa cốt vừa phải liếc, vừa cốt phải liếc, thỉnh thoảng thấy cô Trang biết lên đây là mình liếc xem mình phải làm cái gì không. Tôi lúc mà mình vẫn đang bị cái áp lực đó, nên là có những cái thời điểm mà đúng ra mình phải khai thác nhiều hơn, hỏi thêm nhiều hơn, thì mình sợ là mình quá giờ thì chị Hà sẽ không đi đến tận cùng cái trải nghiệm này, nên là mình phải rút ngắn lại một vài cái. Thì lúc đó chị Hà có nhắc lại mình, à chị còn thêm một cái bài học nữa, và lúc đó thì mình phải bảo, à vâng đúng rồi, xin cảm ơn chị, mời chị chia sẻ tiếp rồi đó các bạn. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà mình sẽ rút ra, đấy là khi mà mình bước chân vào cái cốt này thì mình ấy thả lỏng hoàn toàn đúng không ạ. Với những cái công cụ mình có thì nắm thật chắc cái công cụ đó của mình, đó mình thả lỏng hoàn toàn, tập trung toàn bộ cái tâm trí của mình vào khách hàng, vào cái người cốt của mình, để đó mình có thể dẫn dắt cốt chi của mình đi vào cái trải nghiệm đầy đặn, cái kết quả cao nhất cho cốt.